tôi đi gặp người bạn gái, thì lúc đó mẹ tôi đến. Và nói tôi phải trở về sớm để chuẩn bị cho buổi biểu diễn ngày mai. Sau đó thì mẹ tôi chở tôi. Còn chú gì thì đi rước trợ lý Long. Tại các fan của Jimmy Nam họ đang hóng tin tức lắm anh ơi. À anh, hay là anh có cái xe nào á mà có camera hành trình quay được vụ án á, anh cho em cũng được. Hay là em viết một bài báo về anh, giống như là anh trải lòng để cho mọi người thấu cảm cho anh. Cút! Em sợ đâu cao lắm anh ơi. Tất cả những gì tôi biết được tôi đã khai báo với cơ quan điều tra rồi. Tôi không có nhiệm vụ phải trả lời cậu. Còn tất cả những suy đoán ngớ ngẩn của cậu chỉ có cha cậu mới trả lời được thôi. Tôi đâu có cầm lái, làm sao tôi biết được. Bà được lắm, bà không thoát được đâu. Cả bà lẫn con trai bà thì phải trả giá đắt về chuyện này. Mọi chuyện phải sớm sáng tỏ thôi. À, tôi là Lưu, là tài xế xe tải đã chứng kiến vụ tai nạn hôm qua. À, sự việc là như vậy.